kêu to kìa ha. Biết lô tai nó hơn cái còi xe máy nữa. Kêu nghe. Chứ có ngày gì hết trời. Ăn mà nó còn kêu nữa mà không kêu không. Ôi nhức đầu quá mấy bà ơi, ăn đại đi. Má ta tỉnh. Quay thì quay có 5 phút. Ăn đi con. Ăn mà nó cũng có thời gian để kêu cũng rồi. Mấy cái miệng nó cắn kìa hả? Ví dụ cắn cái tay của ba kìa.